Xin chào các bạn, trước mặt mình hiện giờ là chiếc Samsung Galaxy Note Edge, một sản phẩm mà Samsung mới vừa giới thiệu tại triển lãm IFA 2014. Thì đây là một biến thể của Note 4, và điểm đặc biệt nhất của nó đó là cái phần viền này được làm cong lại. Đó, các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái đường gấp khúc. Mình sẽ cầm lên cho các bạn xem nó rõ hơn. Đó, các bạn thấy nó có một cái đường gấp xuống như thế này. Đây là một cái bản prototype mà Samsung lần đầu giới thiệu vào đầu năm 2013. Trước đó họ cũng có công bố, nhưng mà chỉ là bản thử nghiệm thôi. Bây giờ thì cái sản phẩm này mới chính thức là có bản thương mại. Ở đây mình sẽ thoát ra ngoài. Đó, các bạn thấy là với một cái giao diện bình thường như thế này thì cái phần gập nó sẽ được sử dụng để chứa những cái icon. Bình thường chúng ta sẽ đặt những cái biểu tượng này ở trên cái màn hình chính, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có một cái phần gập lại để mà hiển thị ra. Ngoài ra cái phần gập này còn được sử dụng để hiển thị notification, rất là tiện nếu như mà bạn đang sử dụng máy và bạn để máy như thế này, bạn chỉ cần liếc qua là bạn thấy được những cái icon này. Cái phần viền gập lại của màn hình AMOLED với độ phân giải Quad HD này còn có thể được sử dụng để hiển thị nhiều thông tin khác, và hiển thị về thông tin sức khỏe, bạn đã đi được bao nhiêu bước, một cái trò chơi nho nhỏ tên là Memory Match, giá cổ phiếu, tin tức mới từ Twitter, rồi thông báo về thời tiết của một địa điểm mà bạn đang ở, rồi tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và những cái icon. Chúng ta nhấn vào đây để mà tùy biến nó cho nó linh hoạt hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tải về những cái panel, những cái phần này gọi là panel khác từ trên mạng. Đó. Thì nhìn mặt trước tới nó cũng khá giống như chiếc Note 4 mới được giới thiệu. Rất là đẹp và cái cảm giác rất là chắc tay. Ở đây chúng ta có mặt trước còn có một cái cảm biến vân tay được tích hợp giống như là Galaxy S5, sẽ là dạng vuốt xuống để nhận ra vân tay. Ở cạnh trên này thì chúng ta có một cái loa thoại, cảm biến và camera trước. Ở cạnh dưới máy này là khe chứa bút S Pen, vốn là một cái đặc điểm của dòng Galaxy Note, và trên Note S thì nó vẫn có được cái bút này. Cái bút ở đây người ta họ để riêng. Ở đây là cạnh bên trái chúng ta chỉ có nút tăng giảm âm lượng. Cạnh trên thì chúng ta có jack tai nghe, một cái cảm biến hồng ngoại và cái nút nguồn. Và ở bên đây chính là cái phần gập lại đặc biệt mà mình đã giới thiệu với các bạn khi nãy. Nhìn tổng quan máy rất là đẹp, được giác kim cương đó, các bạn thấy luôn, mình xoay như thế này thì nó có những cái ánh lấp lánh rất là đẹp. Đặc điểm của cái Note Edge này đó là cái phần viền của nó không có được hoàn thiện bằng kim loại như là Note 4. Có lẽ Samsung họ đã chừa cái chi tiết đó ra để mà thiết kế được cái phần gập viền này. Về cấu hình của máy thì chúng ta có Galaxy Note Edge là màn hình 5,6 inch, độ phân giải Quad HD 2560x1440 Super AMOLED. Chúng ta có USB S Pen, camera trước là 3.7 megapixel, khẩu 1.9, camera chính là 16 megapixel, có ổn định hình ảnh bằng quang học, có real time HDR theo thời gian thực, kết nối tất nhiên là có cả 4G và hỗ trợ là LTE Cat 6 với tốc độ tối đa là 150 Mbps/s, có cả tính năng download booster giống như trên S5. Còn về bên trong nó thì sử dụng CPU 4 nhân 2.7GHz, Android 4.4, RAM 3GB, có cảm biến vân tay và viên pin là 3000mAh hỗ trợ sạc nhanh. Thì cái sạc nhanh này bạn có thể sạc được 50% pin chỉ trong vòng 30 phút mà thôi. Đó là tuyệt vời. Về cái tính năng của cái phần viền này thì Tinh Tế sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn khi mà mình có được cái máy này trên tay trong một dịp kỹ hơn. Xin cảm ơn các bạn.